em chân lùn. Nè bạn Minny nè, Minny chơi với em đi con. Minny. Ôi mặt cọc quá à. Sao giờ? Sao không thích chơi em hả? Nhưng mà cái mặt vui lên. Vui lên nè. À? Mình gặp bạn mới. chạy. Anh kia chạy nhanh. Anh kia chạy nhanh lắm. Sơ hở là anh chạy mất tiêu rồi nè. Em ơi. Đào ơi Đào. Mình đi. Sao? Bi nhớ Minny không? Bi nhớ Minny không? Bi nhớ Minny không con? Minny sao hôm nay cậu quạo trời? Sao hả? Hả? Sao hả con? Không vui hả? Bữa nay cuối tuần không vui vẻ hả? Ngủ. Phú thú. Nè, chơi với em nè. Đó. Ủa nằm kỳ vậy? Giận đầu. Thôi Bi xuống Bi. Bi làm phiền gia đình người khác quá. Ôi sao? Ghê hả? Ghê quýnh luôn hả? Ghê chưa. Hết hồn hết vía à. Coi em thả ánh xám ra hử? Làm gì? Đâu. Chị nghe tiếng gì không? Không. Thôi khó hỏi gì sao có buồn con. Muốn có chồng tao phải vui vẻ xong yêu đời luôn mới có chồng được chứ trời. Dạo này ê, hồi xưa hiền lắm, dạo này đi chống lầy giờ cái khó tính quá à. Làm bà mẹ nội trợ hả? Bánh này bà sợ này cụp tay. Ê, thả nó ra hủi nó làm gì? Chạy. Chết chưa? Chết chưa? Ai da, da, da. Thương quá à. Đâu ơi, mặt em nhô trộn nhịp quá à. Mình này. Hết hồn hả? Mình này rồi. Quỷ sao? Mình này không thích em hả? Mình này. Mình này Nắm tay thử chịu không? Em nắm tay á. Mà sợ không, không làm nó không cắn đâu. Ý là chỉ không thích mèo thôi. Không thích sự. Ý là không có thích nhìn luôn, hiểu không? Đâu kêu con Bi lên. Bi. Lên thăm em rồi con. Minny nè. Đâu rồi, chưa gặp mấy Minny nè. Rồi, không thích Bi luôn hả? Anh em ở trong nhà mà, sao kỳ vậy? Nhớ Bi không Minny? Bi mà. Ánh mắt sát thủ quá. Sao? Rồi chạy rồi. Thanh niên này chạy rồi, thanh niên. Đại xuống cào cái chủ. Này. Tập tạ hả? Em ơi. Đâu, không có gì luôn á. Đâu. Bên này bị gì vậy? Chủ cái đít chục. Giận hả? Đau đụng vô hả? Đụng vô tay hả? Đụng vô tay á. Không dám. Bên này. Sờ sờ miếng nha. Ê. Ai dạ. Sờ sờ miếng thôi. Khó chịu quá. Ôi giời. Ôi giời. Nó nỉ á. Nhìn cái miếng cậy. Đó vẫy đuôi cái gì? Cho sờ miếng. Nắm tay miếng nha. Sao? Không cho ai thôi làm cái gì dịnh lại. Thả tay người ta ra. Không cho thôi. Đừng có bụng người ta. Tao đây bụng bụng. Sao hôm nay có chuyện gì không vui? Kể nghe chơi coi. Kể biết đâu giờ làm nhậu không, xíu hồi qua lẩu gà lấy nhậu không. Để bay tâm sự nè hả? Minny đây hít hù. Minny ơi, quạo quá à, gắn lứa quạo quá à, từ ngày lấy chồng về quạo quá à. Hả? Đâu rồi con sáng? Đâu rồi bé Hoa? Bắt bé Hoa lên đây. Bé Hoa. Hay cho bé nụ ra luôn đi. Cho rờ miếng bắt tay nè. Cho nhúc đầu chứ cho giật cái tay. Ôi dồi, không cho hả? Trời ơi, ánh mắt sát thủ. Đi ra. À, ghê chưa, ghê chưa. Bi hả? Bi sao? Bi cứu em đi con. Ôi dồi. Bi ơi, Bi cứu em đi. Cứu em, lên cứu em đi. Đụng vô. Lấy cái tay á, lấy cái tay của con luôn á. Bà đẹp không dám. Bi cứu đi. Sao? Ngồi nhìn hả? Cứu đi. Càng ra khóc cái gì mà khóc cha.
vậy? Tự nhiên gia đình ta chữa lộn khóc ông. Ông càng nhau khóc kìa. Ủa bên này không thích con nít hả? Không, ý là bữa hiền lắm mà bên này bực chuyện gì á. Không biết nhớ tiểu lối không à. Này bực chuyện gì á, không có thích. Không có thích đụng vô người. Xin đi. Em xin thử. Gia đình ta chữa lộn tự nhiên khóc trời. Ngồi diễn gì câu chuyện. Ủa khóc hả? Câu giờ? Chuyện cảm động mà. Đâu? Sao hả? Bi nó nghe nè, tại vì hôm nay nó có chuyện buồn á, nhưng mà hồi chiều hai đứa tâm sự nhau chưa, sao giờ mà khóc giùm. Ai muốn khóc hả? Đấy là cái nội dung nó sao cỡ nghe coi. Bà này cũng còn nhớ mắt. Mà sao mùi khóc cha? Hả? Ồ tự nhiên mùi hiu vậy. Không, ý là thấy gia đình ta gây lộn rồi, không có. Bây giờ vậy, bây giờ anh là lần mắc cười. Đợi chị xíu, chị giải quyết chuyện gia đình cho ta. Bi hoa hoa bên này căng thẳng quá mà. Hoa ơi ra đây hỏi chị Bi đi. Bi đây. Ơ trời. Rồi Bi, giải quyết đi con. Gia đình lục đục kìa. Sao suy nghĩ gì vậy? Bi, con giải quyết đi, chuyện gia đình của con mà. Sao ngồi khóc? Không hiểu luôn á. Ý là có vụ gì tâm sự không được. Cỡ nghe coi, hay là xíu đi nhậu không? Nè, nhìn gia đình lục đục nè. Quay cái mặt qua kia nhìn nè. Bên này kêu gì kìa? Mặt bảo quảo. Trời, cái mặt đúng quảo quá. Ây hết. Quỷ sứ. Thương em không? Có thương em không? Hai con với bên này giận giận nhau vụ gì? Hả? Hư. Bên này hư. Em bên này không có vui tại vì xa chồng hay sao á. Bên này nè, không có hờ, không nghe đâu, đang giận chồng giận con gì xong vô quạo quá. Biết sao không, dạo này tưởng có bầu ai về cục mỡ, giờ hình như buồn do mập hay sao á. Tập thể dục đi. Đi tập yoga. Ừ anh này sao nữa, bây giờ sao thích cô nào là mà. Cái vấn đề ở đây là chuyện này là cái chuyện của nhà người ta, đi lơ sâu không hơn trong nhà mắt mẹ. Thiền á. Sao tình tâm, tu tâm hiển tính hả Bi? Ấy là cái chuyện này không liên quan gì với con luôn á, con hiểu không? Cái chuyện nhà người ta cãi lộn là chuyện nhà người ta. Bây giờ đây chị qua cái khung cảnh nè. Thấy không? Tự nhiên nó nhảy lên đây nó ngồi xong rồi nó thiền như ngồi thiền vậy á. Đứng hình rồi Bi. Lấy đi. Ấy là em muốn gì? Bi bị khủng á. Chạy ơi. Ơ bên này sao hả? Ờ thôi chơi vô ngủ. Ờ xin lỗi thôi, vô ngủ à. Chung ơi, chung ơi, chung ơi, chung bên này hư. Gãi đầu nha này hết hồn để chơi nó. Sao không, có mập đâu, nãy nó con mèo kia. Nè nó nhìn này, nó có mập. Rồi đi vô ngủ, thôi cho em vô ngủ đi. Em vô ngủ cho trời. Đâu có mập cái đâu, ốm nè. Ốm như ốm nhách luôn á. Rồi vô ngủ nha. Rồi xin lỗi. Rồi nãy giờ gặp còn bé Hoa đâu. Bé Hoa đâu, có anh này. Rồi gia đình ta tan rồi đó, bây giờ anh tính sao? Ý là xong chuyện rồi. Rồi người ta cũng về ngủ luôn rồi về, hiểu không? Hiểu không Bi? Xong rồi, đi. Tán trường rồi. Đi con. Đi. Đi về đi, sao ngồi đây hoài hả? Cho lên đây nè, bé Đào. Bây giờ con Bi nó muốn giải quyết một cái vấn đề gì đó, nó không có chịu đi về. Trời ơi xinh quá, yêu thế. Bi ơi.
Thôi cho vô, biết Hoa vô ngủ luôn. Trời ơi, cho Hoa vô ngủ luôn. Rồi đi.